Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Ô Tô Cần Thơ. Kênh của mình thì là chuyên mua bán trao đổi các dòng xe tải, xe ô tô đi qua sử dụng. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939 5296 86. Và để quay trở lại video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em một con Hino 300 đời 2021, thùng bửng nhôm sàn inox cho anh em, tải trọng là 4,6 tấn. Sàn inox cabin mấy lần rất là đẹp nha anh em. Thùng rất là thẳng khớp, chưa có một cái vết xước chày gì hết. Sexy thì bao zin bao đẹp cho anh em. Này thì nó chạy được khoảng hình như là mình nhớ là 50.000 km. Thì vỏ thì vừa tới sắp vỏ đầu rồi nha anh em. Này vỏ thì nó hơi yếu à. Sẽ quay vào cái phần nội thất cho anh em xem. Zin cho anh em, mình đi bán xe cho anh em là bao lỗi bao không cắn đụng. Đây đồng hồ chuẩn là 51.000 nha anh em. Con này thì trang bị cho mình được một cái đầu radio FM, có cái tích hợp USB, cabin máy lạnh. Hộp số thì vẫn 6 cấp nha, 6 cấp. 6 số tới 1 số về. Xe còn rất là mới đi có 50.000 cây thôi, chưa hết cái xác vỏ đâu. Mình sẽ quay cái phần động cơ cho anh em xem. Xe này như mới nha anh em, tại đậu lâu thôi, năm nay mình lấy về cũng có tuần rồi, thì nếu mà ngày mai mình sẽ cho anh em rửa lại cho nó sạch sẽ. Xe thì rất là mới, để mình để cái máy lên cho em. Con xe này mình sẽ hỗ trợ cho anh em góp nối 480 triệu. Anh em đưa khoảng chừng hơn 200 tiếng thì sẽ sở hữu được em lắm. Thì con xe mới nếu mà trong hãng hiện tại bây giờ thì nó tầm khoảng cỡ 820-830, chưa ra giấy nha anh em. Anh em mua về thì nó tiết kiệm được khoảng chừng 100 mấy 200. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Chúc em một ngày làm việc thật là tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.